Hello, chào tất cả các bạn quay trở lại kênh Bí Ẩn Rừng Núi của mình nha. Mấy bữa thì mình hay review xem xe xe tải chở keo. Bây giờ mình sẽ lên núi này xem anh em bóc keo cũng như là cắt keo như thế nào. Mời các bạn cùng theo dõi nha. Sai rất là chỗ Bây giờ anh em xem anh em nó bóc keo này. Đây là tay cưa lóc. Tí nữa các anh em xem tay cái lóc cái keo nha. Xế chiều, trời nắng nóng quá. Đây là SS. Anh này đã biết rồi chứ. Số 1. Trời nắng nóng quá anh em bóc keo hơi mệt nha. Tên là 5 gram. Đây là bác tài nè, bác tài phụ của anh em. Ở bên kia là 6 khoang. Đây là ta. Tài chứ giấc nhậu. 6 tiêu hòa. 6 tiêu hòa. 6 tiêu hòa ở trên kia kìa. Khai thác keo này được được 300 tấn không? Hàng 400 à. Còn máy xe nữa. Đó dưới kia là anh đang bay cái lóc đang cắt xe. Rồi bây giờ xe đang di chuyển trên cái dốc này. Tiếp tục lùi nữa. Đây là bác tài đang cắt keo các bạn nha. Đây, 4 chị em phụ nữ đang lột keo. Đây là cậu của mình đây. Đây là chuyên gia trải keo đó. Bóc được rong rưỡi rồi. Bắt tài chuẩn bị di chuyển.
kỹ thuật lột keo nữa nha. Đó, bốn chị em đang lột keo á. Bên kia thì anh em đang bắt keo. Các bạn chưa biết keo hoặc lột như thế nào xem đó nha. Đấy. Bé này là gần một tạ đó, các bạn biết rồi nữa. Đó là kỹ thuật lột keo nha. Mấy chị em giấu mẹt mấy nghe. Các bạn xem một bãi keo nè. Đấy. Đó, keo cả mớ nè. Bốn chị em lột mà keo cả mớ nè. Keo này này làm giá chất lượng các bạn nha. Đấy. Quay anh em là mấy chị lột keo đấy các bạn nha. Đấy. Có một số anh em là không biết là keo lấy vỏ như thế nào, bỏ vỏ về lấy vỏ gì. Em quyền em không cho con mặt. Đó. Rồi lén mà lột giật lột giật. Bây giờ xe sổ xuống dốc này các bạn nha.
không khí. Bốn anh em bóc kèo quá. Quay thì tối mất rồi đó. Mớ kèo nè. Chết. Anh Út chi nữa là đập anh Út luôn rồi. Chi nữa là rồi đó. Nguy hiểm quá. Anh em ở lại nha. Hẹn gặp lại các bạn các video tiếp theo nha. Bye. Boom.